Thưa quý vị, cách đây ít ngày thì người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiết lộ thông tin dù có thể là nhiều người biết nhưng mà ít người dám nói công khai. Đó là tại Hà Nội 180 quán bia thì có tới 150 quán là có công an đứng ở sau. Và sau phát biểu này, liên hệ với thực tế có thể thấy hầu hết là các tuyến đường có quán bia, quán ăn hay là quán cà phê hiện vỉa hè, thậm chí là ở lòng đường thì đều bị chiếm dụng ngang nhiên. Thậm chí là nhiều hàng quán thì còn được mở ra ngay gần trụ sở công an mà vẫn không hề bị xử lý. Có vẻ như là nếu không có sự tiếp tay hay là có một thế lực nào đó đứng phía sau như lời phát biểu của ông Trung thì các quán đó khó có thể tồn tại. Phía sau của câu chuyện này là như thế nào và vì sao mà các chủ quán chấp nhận để công an đứng đằng sau? Có lẽ không cần nói thì quý vị đều có thể lý giải được phần nào. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lời kể của một chủ quán bia ở Hà Nội để hình dung rõ hơn về điều này. Theo lời chia sẻ của chủ quán bia này thì anh mở một quán ở mức trung bình có diện tích là khoảng 100 m², tổng mức đầu tư ban đầu là lên tới 800 triệu đồng. Hàng tháng thì phải trả tiền thuê nhà lên tới là 20 triệu đồng. Trong khi đó thì diện tích sử dụng thực tế chỉ được khoảng là 50 m². 50 m² còn lại là xây dựng bếp nấu ăn, nhà vệ sinh, nhà ở cho nhân viên và kho đựng hàng. Nếu như không tận dụng vỉa hè lòng đường thì rất khó có thể để kinh doanh được. Vâng, và anh này cũng nói rằng nếu lực lượng chức năng không tạo điều kiện mà cứ mỗi khi quán đông khách lại tổ chức xử phạt, nhốt xe thì chắc chắn chỉ khoảng 6 tháng sau quán sẽ phá sản. Vậy cách thức để quán bia có thể hoạt động dù vi phạm là như thế nào? Quý vị cùng theo dõi những chia sẻ sau đây. Và trong cuộc trò chuyện này thì chúng tôi xin phép được giấu thông tin cá nhân cũng như nhận diện của nhân vật. Trong cái thống kê mà Chủ tịch thành phố Hà Nội có đưa ra đấy là 180 quán thì phải có tới 150 quán là có cái hiện tượng là lực lượng công an là đứng đằng sau đấy. Dưới góc độ là người kinh doanh thì anh nhìn nhận cái số liệu này của Chủ tịch thành phố Hà Nội như thế nào? Số liệu này đưa ra ấy, thì nó từ trước tới nay ấy, thì trong lĩnh vực kinh doanh thì nó có một cái là không phải là cái người đứng sau. Mà đây gọi là mình nhớ theo mình nói ấy, thì nó là chỉ là cái gọi là cái hỗ trợ anh em cho tất cả những người, ví dụ như là người ta đã có nhắc nhở mà mình không làm thì người ta sẽ bắt phạt. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, kể cả mình bản thân mình cũng thế. Cho nên là vì lý do sao là cái thống kê đấy thì thực tế là nó cũng vô vàn lắm. Có thể là 180 nhưng không nếu như suy ra từng cái suy nghĩ từ một người ấy thì nó lại là khác. Phải có lực lượng đứng đằng sau thì mới có thể hoạt động được. Là người làm nghề thì không biết là anh thấy cái góc độ này. Thực tế cái góc độ này nó nhiều cái, không phải là lĩnh vực là cái người bảo đứng đằng sau. Có những cái mà những cái người ta tạo điều kiện, gọi là tạo điều kiện cho mình làm việc. Nhưng trong cái tạo điều kiện đấy thì mình cũng nên chấp hành những cái mà nhà nước đề ra. Về hè là cái chỗ để xe thì cái có tối về đi bộ được, thì cho nên là lý do làm sao cái chuyện là lấn chiếm về hè đấy thì nó cũng bảo là lãnh đạo bảo là đường sau thì cũng có trường hợp là cũng không có. Chẳng hạn như các anh ấy không tạo điều kiện cho mình về cái phần vỉa hè hay điểm trông giữ xe dọc hai bên đường ấy thì nó cái việc kinh doanh của mình nó sẽ khó khăn như thế nào? Kinh doanh là nó cực kỳ khó khăn. Giả dụ như một cái vỉa hè nó thì diện tích nó chỉ đạt tầm khoảng 1,5 m đến 2 m đấy, thì cái việc để xe cho kinh doanh thì nó cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là khách đến thì để xe ở đâu, quan trọng là khách đến, ví dụ như đến mua hàng hay là bán hàng thì không có chỗ để xe thì cực kỳ, không ai đi bộ đi mua xa hàng cả, không ai đi 5-10 km để đi mua một cái gì hay đi ăn hay đi uống cả, thì phải có một cái điểm cố định để xe. Thì mình đi kinh doanh thì cái khó khăn nhất là cái chỗ để xe. Nếu mình hiểu một cách nó rất là nôm na như thế này, tức là lực lượng chức năng tạo điều kiện cho mình rồi thì chắc chắn thì mình cũng phải có những cái sự cảm ơn của họ, đúng không? Thì theo cái nghĩ của phóng viên thì như thế là có đúng hay không? Cái nhất là gọi là cái cảm ơn thì tất cả theo cái phong tục Việt Nam mình từ xưa nay ấy, thì những người ta tạo điều kiện thì mình phải có một cái gì đấy để cảm ơn người ta. Nhưng hoặc là có những cái mà người ta lại có lực lượng chức năng người ta lại không cần cái cảm ơn đấy, và người ta chỉ những lúc người ta nhắc nhở mình và mình tuân thủ một cái triệt để thì người ta sẽ khác, người ta sẽ không có những cái trường hợp mà người ta sẽ không nhận, và ta sẽ tạo điều kiện cho mình đến hết mức có thể thôi, chứ còn người ta cũng sẽ làm, cũng người ta cũng ra quân quyết liệt, người ta cũng triệt để luôn. Và nếu như mà có một cái sự sắp xếp hợp lý về mặt
điểm đổ cho phương tiện thì gần như là những cái tiền ngoài đó thì mình sẽ không phải mất, chẳng hạn như cho lực lượng chức năng chẳng hạn thì mình sẽ không mất. Thì dưới góc độ là người kinh doanh thì anh có ý kiến gì về vấn đề này? Nếu như mà nhà nước mà tạo điều kiện tốt nhất cho cái người kinh doanh là điểm dừng đỗ xe và cái chỗ để bãi để xe cho người ta kinh doanh thì là điều tốt cho các quán, cho tất cả các cái dịch vụ kinh doanh. Mình thì sợ rằng là cái điều đấy nó sẽ không được làm được như thế, thôi. Quan điểm là người kinh doanh cần có cái tạo điều kiện hết mức cho người ta kinh doanh. Khi kinh doanh có thì thu nhập người lao động mới có. Còn nếu kinh doanh chỉ trệ mà không có khách thì cái thu nhập của người lao động cũng không có. Bản thân người ai mà làm kinh doanh cũng phải có thu nhập. Nếu như thu nhập không có thì người ta sẽ không được kinh doanh. Lớn đối với những cái quán nó rất là lớn. Dưới góc nhìn của anh thì nếu như không có những cái lực lượng đứng đằng sau thì liệu rằng cái chủ quán đấy có thực hiện được các cái hành vi đấy không? Cái đấy thì chắc chắn là sẽ có. Cái điều đấy thì đã có, chứ lại không có được. Vì cái vẻ hè là dành cho để xe và người đi bộ. Nhưng mà để cho lòng đường thì đấy là còn là mình sẽ là vi phạm. Còn là vi phạm pháp luật về cái an toàn giao thông của nhà nước. Cho nên vì lý do đấy cho có nhiều cái vấn đề đề cập ra là vỉa hè cần phải rộng. Mình kinh doanh thì mình cũng cần phải biết là mình nên làm như thế nào. Như vậy là các quán bia ở Hà Nội như trường hợp vừa rồi sở dĩ có thể hoạt động dù lấn chiếm vỉa hè lòng đường là do đã được công an nhân nhượng bỏ qua sai phạm. Và như câu nói, bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, các chủ quán bia phải cảm ơn công an. Quý vị hẳn sẽ rất hiểu ý nghĩa của từ cảm ơn trong cách nói giảm nói tránh này. Rõ ràng là nếu như mà không có sự tiếp tay hay là có một thế lực nào đó đứng phía sau như lời phát biểu của ông Trung thì các quán đó khó có thể mà tồn tại. Bên cạnh việc ủng hộ phát ngôn thẳng thắn và chỉ đạo mạnh tay của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung thì nhiều người cũng băn khoăn là không biết vì sao chỉ hơn một năm trước khi còn là giám đốc công an thành phố thì ông Nguyễn Đức Trung lại không xử lý hoặc là ngăn chặn được dứt điểm tình trạng này. Phải chăng là việc này khó đến mức vượt quá khả năng của người đứng đầu cơ quan đảm bảo an ninh trật tự của thành phố? Câu hỏi đó thì có lẽ là ông Trung là người biết rõ câu trả lời nhất. Nhưng mà việc Chủ tịch Hà Nội đã thông tin như vậy trong cuộc họp thành phố hiển nhiên là có cơ sở đáng tin cậy. Dù là lời phát biểu có thể là muộn so với thực tế đã diễn ra từ nhiều năm qua, nhưng có thể thấy rằng ông Trung đã tỏ rõ quyết tâm trong việc lập lại trật tự văn minh đô thị. Nhưng mà ai thì cũng nhận thấy rằng để giải quyết vấn nạn này thì không hề dễ dàng gì vì nó có thể liên quan tới kế mưu sinh của hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong đó không chỉ là những chủ quán bia mà còn là những người đứng đằng sau đó. Vâng, và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.